Chào bạn, trong những ngày gần đây thì rất nhiều bạn đã inbox mình cũng như là đặt các câu hỏi trên group liên quan đến vấn đề đó là Autodesk càng ngày càng thiết chập cái việc lấy key từ tài khoản Autodesk Student. Rất nhiều bạn trước đây có tài khoản Autodesk Student nhưng bây giờ việc lấy key không còn dễ dàng nữa. Thì mình là Hùng, mình đến là admin của Revit Việt Nam, thuộc Revit. Mình sẽ hướng dẫn các bạn cách để lấy key một cách cực kỳ dễ dàng. Và cái cách lấy key này chỉ áp dụng cho các bạn trước đây đã tạo tài khoản Autodesk Student thôi các bạn nhé. Ok, chúng ta cùng bắt đầu này. Đây là giao diện của trang web autodesk.com.com đúng không? Bình thường thì trước đây nếu các bạn muốn tải Revit và lấy key thì các bạn sẽ vào đây đúng không? Theo bảng Student, các bạn sẽ vào đây. Đó, Free Student Software. Và ví dụ như mình có phần mềm Revit, đúng chưa? Đó, và chúng ta sẽ phải sign in vào. Đây, mình sẽ sign in cho các bạn xem. Ok, mình đã sign in thành công đúng không? Và bây giờ các bạn sẽ thấy là nó sẽ yêu cầu cái này. Đây. Các bạn thấy là bây giờ ấy là hãng họ sẽ bắt các bạn là vào đây phát là nó sẽ không cho chúng ta chọn version và chọn các phiên bản nữa đâu. Đó, nó rất là khó khăn. Và người ta sẽ yêu cầu các bạn đó phải cập nhật các cái thông tin liên quan đến trường đại học của các bạn, trường của bạn. Bởi vì các bạn student mà, các bạn học sinh mà, sinh viên mà, các bạn phải cập nhật thông tin vào. Đấy, nó sẽ dẫn ra một cái trang web và nó bắt các bạn phải verify đúng không? Đấy. Đấy, nó phải điền thông tin này và nó phải bắt các bạn là đăng một số cái thông tin khác. Ok chưa? Thì cái việc này thì mình sẽ bỏ qua nhé, mình sẽ nếu có điều kiện mình sẽ làm một video sau về hướng dẫn về vấn đề verify đấy. Bây giờ mình sẽ nói đến cái chuyện là nếu như bạn trước đây đã có tài khoản rồi. Đấy, như mình đấy. Vào phát không làm được thì làm như nào? Thì các bạn lưu ý có một cách rất rất đơn giản để lấy lại key. Đó là các bạn chỉ cần đăng nhập vào nhá và các bạn vào đây này. Đó, và các bạn vào cái phần Manage Product and Download. Đây. Đó, các bạn chỉ cần vào đây nhá. Thì các bạn sẽ không cần phải verify đâu, các bạn không cần phải cập nhật bất cứ thông tin gì mà các bạn sẽ vào đấy, các bạn vào All Product and Service. Đấy, các bạn chờ tí nó load nhá. Đây. Các bạn thấy không? Vào đây rồi thì các bạn hoàn toàn có thể đây nha, ví dụ mình lấy cho bạn đây view download này, thấy chưa, các bạn có thể tải bộ cài này, các bạn có key này, các bạn có thể kích vào đây, kích sổ xuống này, đây đấy, nó sẽ có các cái version, tất nhiên là nó sẽ không đầy đủ các version cho các bạn đâu, đó không có đầy đủ đâu, nhưng mà chúng ta với các bạn bây giờ chúng ta đang năm 2020 thì chúng ta dùng hai cái phiên bản này cũng khá là ok. Đó, còn những cái phiên bản cũ hơn thì các bạn sẽ phải correct hoặc là các bạn phải verify cái tài khoản student của bạn nhé. Ok chưa? Thì đây là một cái hướng dẫn rất là nhanh để chống cháy các bạn nào trong việc chưa 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 có cái thể verify cái tài khoản của bạn. Đấy, mình nhắc lại nhé, các bạn vào trong cái autodesk.com này. Các bạn vào chỗ cái Manage Product and Download này. Và các bạn vào cái phần đó là phần All Product and Service. Đó. Ok. Thì nó sẽ hiện ra nhé. Đấy, và mình nhắc lại là chỉ dành cho những cái tài khoản đã tạo từ trước đây nhé. Ok chưa? Đó. Thì các bạn có câu hỏi gì các bạn cứ đăng lên trang Revit Việt Nam, tạo Revit, mình sẽ cố gắng hướng dẫn các bạn trong khả năng có thể. Được chưa? Chào các bạn và hẹn gặp lại các bạn trong các clip lần sau.